Tiếp theo xin mời quý vị sẽ cùng đến với tiểu mục điểm báo để cùng với chúng tôi cập nhật những bài báo đáng chú ý có trong sáng nay. Thưa quý vị, theo Bộ Công Thương, nguồn hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán rất dồi dào, không lo thiếu hụt. Điều quan trọng là phải tập trung để đưa hàng hóa về vùng sâu, vùng xa, các khu chế xuất, các khu công nghiệp để người lao động mua được hàng tốt, giá rẻ. Báo Lao Động đã ghi nhận từ các địa phương qua bài viết tập trung đưa hàng Tết về khu chế xuất, khu công nghiệp trên trang 5. Theo báo cáo sơ bộ, đến nay hầu hết các tỉnh, thành phố đã báo cáo về việc triển khai xây dựng kế hoạch dự trữ hàng hóa bình ổn thị trường Tết Nguyên đán năm 2024 và 100% tỉnh, thành phố, đông dân đã hoàn thành kế hoạch này. Các mặt hàng tham gia chương trình bình ổn thị trường tập trung vào các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu Tết của người dân như là lương thực, thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến, bánh mứt kẹo, xăng dầu. Đặc biệt là để phục vụ công nhân lao động, người có thu nhập thấp, các địa phương chú trọng đưa hàng Tết về các khu công nghiệp, khu chế xuất, vùng sâu, vùng xa. Nhìn chung, do tình hình sản xuất ổn định nên năm nay số lượng hàng hóa, sản vật phục vụ Tết rất dồi dào. Đồng Nai là địa phương có nhiều nhà máy, khu công nghiệp, đông công nhân nên từ nay đến Tết, Sở Công Thương Đồng Nai tiếp tục làm việc với một số địa phương và doanh nghiệp sản xuất kinh doanh các mặt hàng phục vụ Tết Nguyên đán, tình hình chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết và ứng phó với các tình huống thiên tai dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, phục vụ công nhân mua sắm Tết an toàn. Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh cũng cho hay lượng nông sản cung ứng thị trường thành phố Hồ Chí Minh qua 3 chợ đầu mối đạt bình quân 7.600 tấn một ngày, gồm 800 tấn thịt gia súc gia cầm, 1.200 tấn thủy sản, 5.600 tấn rau củ quả. Dự kiến vào thời điểm cận Tết, lượng hàng nhập về chợ tăng khoảng 80% so với ngày thường, lên đến 13.000 đến 15.000 tấn một ngày. Thưa quý vị, khi mà dịp Tết Nguyên đán cận kề, chúng ta thường nghĩ đến việc là các gia đình sẽ tấp nập đi mua sắm để sắm sửa những vật dụng thiết yếu cho gia đình. Thế nhưng mà năm nay thì lại ngược lại, khi mà sức mua hàng hóa chuẩn bị Tết lại đang khá trầm lắng và sức mua còn rất thấp, người tiêu dùng vẫn chỉ mua sắm các mặt hàng thiết yếu tiêu dùng hàng ngày. Và thực tế này đã được tờ Pháp luật Việt Nam thông tin trong số ra sáng ngày hôm nay. Hiện hệ thống các siêu thị lớn nhỏ, cửa hàng nông sản, thực phẩm đều đã sẵn sàng hàng hóa cho dịp Tết âm lịch sắp tới. Tất cả đều chuẩn bị số lượng hàng hóa tăng khoảng 15-20% so với năm trước. Các loại giỏ hàng quà Tết cũng đã được các hệ thống bán buôn, bán lẻ tung ra từ khá sớm với đa dạng giá cả. Thậm chí là từ 99.000 đồng trên mỗi một giỏ hàng cũng có thể có một giỏ quà Tết với một số những mặt hàng thiết yếu. Từ 200.000 đồng đã có thể lựa được giỏ quà Tết tưng bừng màu sắc với nhiều sản phẩm đa dạng mang thương hiệu quen thuộc. Đại diện Co.opmart cho biết, năm nay do khó khăn của nền kinh tế nên người dân cũng e dè hơn trong việc mua sắm Tết. Do đó, hệ thống này cũng đã chuẩn bị rất nhiều các loại giỏ quà với nhiều mệnh giá để đáp ứng được tất cả các nhu cầu tiêu dùng từ phân khúc bình dân cho đến cao cấp, để đảm bảo ai cũng có thể sắm Tết theo túi tiền của mình. Hệ thống siêu thị Lotte cũng tung ra các giỏ quà có mệnh giá từ 119.000 đồng để có thể chia sẻ khó khăn với người dân trong giai đoạn hiện nay. Một số cửa hàng nông sản thực phẩm dạng siêu thị mini cũng đã chào hàng giỏ quà Tết, bánh kẹo chuẩn bị từ Tết rất sớm với số lượng nhích nhẹ so với thời điểm Tết. Yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động trao đổi, chia sẻ thông tin, phối hợp kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 do Ban chỉ đạo 138 Chính phủ, Ban chỉ đạo 389 Quốc gia đã tổ chức. Thông tin này được tờ Công Thương cập nhật trên trang 4 số ra hôm nay. Theo báo cáo tại hội nghị năm 2023, nổi lên các hoạt động về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả như mua bán vận chuyển trái phép ma túy, pháo nổ, thuốc lá, động vật hoang dã qua khu vực biên giới, cảng biển, cảng hàng không, mua bán vận chuyển trái phép đường cát, vàng, ngoại tệ qua biên giới. Để công tác phòng chống tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đạt kết quả cao, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ ngành địa phương tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo 138 Chính phủ và Ban chỉ đạo 389 Quốc gia. Từng bộ ngành địa phương đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng ngừa tội phạm, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa xã hội và phòng ngừa tội phạm, phát hiện xử lý nghiêm những hành vi lợi dụng, bao che, dung túng, tiếp tay cho tội phạm và vi phạm pháp luật.
Thưa quý vị, một tin vui dành cho nông sản Việt Nam khi mà theo dự báo thì đặc biệt nhóm hàng rau quả, lúa gạo tiếp tục khởi sắc trong năm 2024 này. Và bên cạnh nhu cầu từ thị trường, chất lượng nông sản xuất khẩu ngày càng nâng cao và đáp ứng được yêu cầu của rất nhiều những thị trường khó tính là nhân tố quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu nông sản. Và từ đại đoàn kết trích dẫn thực tế thời gian gần đây, hàng nông sản Việt Nam đã có nhiều mặt hàng ghi dấu ấn với thế giới. Trong đó phải kể đến việc mới đây, giống gạo ST25 từng đạt danh hiệu gạo ngon nhất thế giới và giống gạo ST24 chính thức được hưởng ưu đãi thuế quan khi xuất khẩu vào thị trường Liên minh châu Âu-EU. Trước đó, 9 giống gạo của Việt Nam đã được hưởng ưu đãi thuế khi xuất khẩu vào EU, được xem là cơ hội gia tăng kim ngạch xuất khẩu gạo vào thị trường đầy tiềm năng này, cũng như tăng giá trị xuất khẩu cho nông nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, để ngành nông nghiệp bứt phá, đòi hỏi các giải pháp đồng bộ để nâng cao chất lượng cho hàng nông sản xuất khẩu. Từ thực tế trên, nhiều chuyên gia cho rằng cần tổ chức sản xuất bài bản để đi đường dài, vươn ra các thị trường trên toàn cầu. Để giữ được uy tín thì thị trường cho nông sản xuất khẩu Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cần quyết liệt chỉ đạo các đơn vị chuyên ngành trong việc giám sát mã số sau vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói đều phải đáp ứng được yêu cầu về kiểm dịch thực vật cũng như an toàn thực phẩm quy định trong các nghị định như. Và bên cạnh nâng chất lượng sản phẩm, theo các chuyên gia về kinh tế, kéo giảm chi phí ở khâu logistics sẽ là động lực để đưa nông sản Việt Nam vươn xa. Thưa quý vị, thời gian qua mặc dù cơ quan chức năng đã đưa ra rất nhiều những cảnh báo, song chiêu trò lừa đảo bằng cách lợi dụng uy tín của các thương hiệu doanh nghiệp ở trong nước và quốc tế vẫn đang diễn ra phổ biến dưới nhiều hình thức tinh vi và phức tạp. Trang 7 báo Đại đoàn kết Nhân dân dẫn chứng, đại diện tập đoàn TH Công ty Cổ phần Chuỗi Thực phẩm TH với thương hiệu sữa tươi sạch TH Chumilk cho biết, thời gian gần đây nhận được nhiều phản ánh của khách hàng. Theo đó, lợi dụng niềm tin của người tiêu dùng với thương hiệu TH, các đối tượng lừa đảo đã giả mạo và sử dụng trái phép hình ảnh logo, con dấu của tập đoàn TH và công ty thành viên trong các văn bản có nội dung lừa đảo với mục đích chiếm đoạt tài sản. Đáng chú ý, tình trạng lợi dụng uy tín thương hiệu lớn để lừa đảo không phải là cá biệt. Hồi cuối tháng 11 vừa qua, Momo, siêu ứng dụng thanh toán được sử dụng nhiều nhất tại Việt Nam, cũng đã cảnh báo bẫy lừa đảo qua đường link nhận thưởng. Điều này khiến khách hàng lầm tưởng đây là các trang chính thức của Momo nên đã nhắn tin tham gia và sập bẫy lừa đảo. Để tránh bị các đối tượng lừa đảo, Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số khuyến cáo các doanh nghiệp và người dân trong mọi tình huống nên thận trọng kiểm tra, xác minh thông tin trước khi thực hiện giao dịch chuyển khoản. Trung tâm ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam cũng lưu ý, người dân thường xuyên cập nhật các thông tin mới nhất về các hình thức lừa đảo mạo danh trên cổng thông tin điện tử chốngthugiac.vn. Khi nhận được các thông tin quảng cáo từ các lời mời chào với mức thu nhập hấp dẫn, người dân nên tìm hiểu kỹ thông tin của các doanh nghiệp, không cung cấp hình ảnh thông tin cá nhân như căn cước công dân, thông tin tài khoản ngân hàng, không truy cập đường link, tải ứng dụng lạ khi chưa rõ thông tin.